Xin chào các bạn, trong nội dung ngày hôm nay thì Thảo dược 24h.com xin giới thiệu với các bạn mẫu mã của sản phẩm Linh Tiên Song Đằng Tố cũng như một số cái lưu ý về chế độ dinh dưỡng khi mà sử dụng sản phẩm Linh Tiên Song Đằng Tố. Thì trên tay chúng tôi đang cầm là sản phẩm Linh Tiên Song Đằng Tố chính hãng. Các bạn có thể quan sát cái Linh Tiên Song Đằng Tố chính hãng này qua rất là nhiều video giới thiệu của các cái đại lý khác trên mạng. Vì vậy trong nội dung video ngày hôm nay thì cái mục đích chính mà Thảo Dược 24h.com muốn giới thiệu với các bạn đó là cái lưu ý khi mà sử dụng Linh Tiên Song Đằng Tố này trong cái quá trình điều trị các bệnh lý về khớp cũng như bệnh lý về gút. Thì trước khi mà nói về cái lưu ý trong cái quá trình sử dụng thì Thảo Dược 24h.com xin giới thiệu với các bạn sơ bộ cái cách nhận diện Linh Tiên Song Đằng Tố chính hãng. Thì các bạn thấy trên tay mình đang cầm ở đây là hộp Linh Tiên Song Đằng Tố với cái đặc điểm đầu tiên mà ai cũng có thể dễ dàng quan sát và nhận diện được, đó là sản phẩm chính hãng có cái tem màu xanh của nhà sản xuất được dán bên hông cạnh chữ Linh Tiên Song Đằng Tố. Đây là cái đặc điểm nhận diện đầu tiên mà chúng ta có thể quan sát được. Một cái đặc điểm nhận diện thứ hai đối với sản phẩm Linh Tiên Song Đằng Tố chính hãng đó là các bạn thấy là chữ rất là sắc nét ạ. Chữ Linh Sen Double Collet nó rất là sắc nét. Thứ hai nữa là nhũ vàng thì được phủ đều ở chữ, sờ vào chúng ta thấy gợn gợn. Cái màu nâu in ở nền chữ thì được in một cách rất là đậm. Và khi mà chúng ta quan sát ấy, chúng ta so hộp thuốc thì cái ánh sáng bảy màu nhấp nháy nó rất là rõ và sắc nét. Còn cái hộp ở bên tay phải mình đang cầm trên tay thì các bạn thấy lại đây là hàng mà không có tem này, không có cái tem xanh này, đồng thời là chữ Linh Tiên Song Đằng Tố mặc dù là có nhũ vàng nhưng mà nhũ thì có thể có những chỗ bong này, rồi cái nền của cái chữ Linh Tiên Song Đằng Tố nó không được đậm mà nó nhạt hơn rất là nhiều. Đương nhiên là khi mà chúng ta cầm hai cái sản phẩm trên tay thì hàng chính hãng các bạn thấy là mọi chi tiết nó đều rất là rõ nét. Tiếp theo nữa là khi chúng ta nhìn ở đáy hộp vậy thì cái logo đầu rồng với dòng chữ Philips được in sắc nét, nhũ bảy màu rõ ràng. Còn đối với hàng mẫu rẻ ở bên tay phải mình cầm thì các bạn thấy là cái đầu rồng cũng như là nhũ in thì không được sắc nét. Thì cái nhận diện sản phẩm Linh Tiên Song Đằng Tố chính hãng thì ngoài cái video mà Thảo Dược 24h.com vừa giới thiệu ra thì các bạn có thể quan sát ở thêm một vài video của các đại lý khác thì chúng ta thấy nữa là cái đặc điểm là trên hộp thuốc cũng thế, hàng chính hãng rất là nét và trên cái có cái vỏ bao bì ni lông để bảo vệ hộp thuốc ấy, thì nó có hai cái đường viền rất là mờ xung quanh hộp để chúng ta có thể bóc lớp ni lông dễ dàng. Còn đối với loại hàng rẻ thì các bạn sẽ không thấy có cái sự xuất hiện của đường viền mờ này. Thì ở đây là một cái video, cái nội dung chính mà Thảo Dược 24h.com muốn giới thiệu, đó là lưu ý khi sử dụng Linh Tiên Song Đằng Tố. Vì vậy cái việc quan sát cái sản phẩm chính hãng thì ngoài quan sát ở video mà chúng tôi vừa giới thiệu thì các bạn thấy rằng là nhiều đại lý khác cũng đã giới thiệu rồi, nên là ở video này Thảo Dược 24h không muốn làm điều lặp lại, giới thiệu điều lặp lại đó nữa. Do đó là trong video này cái nội dung chính mà muốn giới thiệu với các bạn đó là cái công dụng của Linh Tiên Song Đằng Tố. Thế thì theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất thì Linh Tiên Song Đằng Tố gồm có các thành phần như sau. Thứ nhất đó là thanh phong đằng, hải phong đằng, xuyên cung, quy linh tiên, tế tân và bạch chỉ. Trong đó thì xuyên cung hay còn gọi là xuyên khung, quy linh tiên, tế tân và bạch chỉ là những cái vị thuốc mà được dùng trong nhiều cái sản phẩm đông y điều trị các bệnh lý về khớp cũng như là chứng thống phong. Ở Việt Nam thì đây là những cái vị thuốc mà xuất hiện nhiều ở Việt Nam. Còn lại là thanh phong đằng và hải phong đằng, đây là những cái dược liệu mà ít được dùng ở Việt Nam. Muốn dùng thì chúng ta phải nhập khẩu hoàn toàn từ Trung Quốc hoặc là các nước khác như là Malaysia, Indonesia. Tuy nhiên đây là những cái vị thuốc mà hay được dùng ở các nước này. Thì cái công dụng của Linh Tiên Song Đằng Tố ở đây được ghi ở trên nhãn, đó là chủ trị là khu phong trục thấp, thư gân hoạt lạc, tê toàn thân, cường tráng gân cốt và các bệnh phong thấp do phong hàn gây nên. Thế thì theo đông y thì bệnh gút thì được gọi là chứng thống phong. Tuy nhiên là thống phong thì có nhiều thể lâm sàng, ví dụ có thể phong thấp nhiệt,
có thể phong hàn thấp, đồng thời còn có thể đàm ứ, trở trệ hoặc là thể can thận lưỡng hư. Đối với mỗi chứng thống phong, tùy theo cái tình trạng của bệnh nhân nhé, là chứng nào thì sẽ dùng cái bài thuốc cho phù hợp. Thế thì theo hướng dẫn của Linh Tiên Song Thẳng Tố ở đây thì chỉ dùng cho cái trường hợp đó là thể phong hàn, vì vậy là nó phù hợp với điều trị chứng thống phong do thể phong hàn thấp gây ra. Thế thì đối với thể phong hàn thấp này, cái pháp điều trị ở đây đó là chúng ta sẽ khu phong, tán hàn, trừ thấp, thông lạc chỉ thống. Thì đối với những trường hợp mà bị gút mà nằm trong cái thể phong hàn thấp này này, thì dùng cái linh tiên song đằng tố này thì sẽ thấy có hiệu quả cao hơn. Còn những trường hợp thể bị gút mà nằm trong cái thể như là thể phong thấp nhiệt, hoặc là nằm trong thể đàm ứ trở trệ, hoặc là nằm trong thể can thận lưỡng hư, thì cái hiệu quả khi dùng bài thuốc linh tiên song đằng tố sẽ không cao bằng. Điều này giải thích tại sao mà nhiều bệnh nhân dùng thì có hiệu quả tốt, nhiều bệnh nhân lại thấy rằng là mình bị gút mà dùng cái bài thuốc này nó không có cái tác dụng rõ rệt, thì là do chúng ta không nằm trong cái thể mà cái sản phẩm linh tiên song đằng tố này có cái tác dụng điều trị. Đấy là giải thích câu hỏi mà nhiều người khi mà trao đổi với hotline của thảo dược 24h.com có hỏi là tại sao mà người nhà tôi dùng tốt hoặc là bạn tôi dùng tốt mà tôi dùng thì lại thấy không có hiệu quả lắm. Ngoài ra thì đối với sản phẩm linh tiên song đằng tố này ạ, cái lưu ý thứ hai khi mà chúng ta sử dụng đấy là theo đông y trong điều trị chứng thống phong hay còn gọi là gút ở tây y, thì ngoài cái việc mà dùng đông y, chúng ta có thể kết hợp với điều trị y học hiện đại. Thế thì trong y học hiện đại thì nguyên tắc điều trị cái chứng thống phong ở y học hiện đại gọi là gút, thì nguyên tắc điều trị gút đó là gì ạ? Đó là chúng ta phải điều trị nguyên nhân, đó là ức chế tổng hợp axit uric và tăng thải axit uric, và điều trị triệu chứng đó là chống viêm và giảm đau. Thế thì đối với các cái vị thuốc ở trong bài thuốc mà nằm trong cái sản phẩm linh tiên song đằng tố thì gồm có thanh phong đằng, hải phong đằng, xuyên khung, y uy linh tiên, tế tân và bạch chỉ, thì xem kiểm tra cái tác dụng dược lý của những cái sản phẩm này hoặc là những cái công dụng của các cái sản phẩm này theo y học cổ truyền thì thường nó là trừ phong thấp, thông kinh lạc, hoặc là nó có tác dụng chống viêm hoặc là giảm đau theo tây y. Mình đã kiểm tra các cái dữ liệu tác dụng dược lý của các vị thuốc như là thanh phong đằng, hải phong đằng, xuyên khung, uy linh tiên, tế tân và bạch chỉ, thì có thấy rằng là các vị thuốc này được chứng minh tác dụng dược lý ở trên thực nghiệm với cái công dụng giảm đau và chống viêm rất là nhiều. Như vậy là trong các bệnh lý về gút, nếu theo tây y thì khi sử dụng cái nhóm thuốc này nó sẽ có tác dụng là giảm đau và chống viêm, là cái tình trạng xảy ra trong cái tình trạng gút cấp. Tuy nhiên là tác dụng dược lý của các cái hoạt chất này thì chưa thấy có cái tác dụng dược lý là tăng thải axit uric. Chính vì vậy khi sử dụng linh tiên song đằng tố, nếu mà theo y học hiện đại thì chưa thấy có cái sự thải trừ axit uric nhiều ở các cái vị thuốc này, nên là trong quá trình điều trị thì chúng ta lưu ý là gì ạ? Axit uric lắng đọng tại các cái ổ khớp là nguyên nhân gây ra cái tình trạng viêm trong cơn gút cấp. Vì vậy là các bạn đừng chủ quan vì mình dùng thuốc đông y rồi mà mình sinh hoạt gì ạ, một cách thoải mái, vẫn ăn các cái thực phẩm đỏ, những cái thực phẩm mà nó có thể tạo ra nhiều axit uric, mà dù là chúng ta lưu ý là dù là chúng ta đã sử dụng thuốc đông y thì chúng ta vẫn phải duy trì một cái chế độ sinh hoạt hợp lý. Để bản chất ở đây là gì ạ? Là cái dinh dưỡng chúng ta đưa vào từ thực phẩm, từ các cái loại thịt đỏ, từ những cái loại thực phẩm mà giàu cholesterol ấy ạ, nó không đưa vào quá nhiều để tránh cái tình trạng tạo ra axit uric dư thừa lắng đọng ở ổ khớp, lại gây ra tình trạng viêm gút cấp, viêm viêm khớp trong cái đợt gút cấp. Như vậy nhấn mạnh lại đối với cái quá trình sử dụng linh tiên song đằng tố, về cái lưu ý thì về chế độ dinh dưỡng đó là gì ạ? Không nên chủ quan dùng thuốc mà chúng ta vẫn phải duy trì một cái chế độ
ăn hợp lý để đảm bảo cân bằng và đảm bảo tránh cái tình trạng dư thừa axit uric. Một vấn đề lưu ý thứ ba nữa là nếu mà bạn bị gút nặng, trong trường hợp bạn sử dụng những cái đặc biệt ở giai đoạn cấp nặng nhé, các bạn sử dụng linh tiên song đằng tố này, nó chỉ hỗ trợ đau và giảm đau chống viêm do bài thuốc gồm rất là nhiều vị dược liệu mà nếu theo tác dụng dược lý đã được các cái nghiên cứu khoa học chứng minh là có tác dụng chống viêm giảm đau ấy, mà chúng ta thấy là cái hiệu quả điều trị nó đỡ nhưng mà nó không cải thiện nhiều, hoặc là nó có đỡ nhưng mà nó hay tái đi tái lại, thì chúng ta cần hỏi ý kiến của các chuyên gia y tế để kiểm tra xem là cái nồng độ axit uric của chúng ta ấy, nó có bị cao dư thừa quá không. Bởi vì nếu khi mà các bạn dùng trong cái thể mà nó không phù hợp cái đối theo đông y ấy, linh tiên song đằng tố nó chỉ dùng được trong một thể là phong thấp, phong hàn thấp, còn lại những cái thể khác thì nó không có dùng cái bài thuốc này và không có thấy trong cái chủ trị của sản phẩm. Thì như vậy là nếu chúng ta dùng mà chúng ta thấy là nó không có hiệu quả, như vậy là có thể là nó không hỗ trợ giảm những cái đợt viêm trong gút cấp, nó cũng không hỗ trợ thải axit uric, thì chúng ta cần phải gì ạ? Cần phải đi khám các bác sĩ tại các cái cơ sở y tế để gì ạ? Để được kê đơn điều trị những cái thuốc mà thải axit uric. Bởi vì bản chất của điều trị gút sẽ gồm là gì ạ? Chúng ta tăng thải được axit uric để đưa nồng độ axit uric về bình thường. Thứ hai, duy trì chế độ sinh hoạt hợp lý thì chúng ta sẽ ổn định được bệnh tình lâu. Tức là gì ạ? Các cái đợt gút cấp, cái tình trạng gút sẽ hạn chế bị xuất hiện trở lại và gì ạ? Sẽ duy trì được cho cơ thể một cái sức khỏe tốt. Thì như vậy là nội dung video này, ngoài việc giới thiệu mẫu mã linh tiên song đằng tố thì còn lưu ý với các bạn về cái chế độ ăn uống và điều trị khi sử dụng linh tiên song đằng tố trong điều trị gút, và cái và tiếp theo mà muốn lưu ý với các bạn là chỉ định của linh tiên song đằng tố trong điều trị gút chỉ là một cái chỉ định của sản phẩm. Ngoài ra thì sản phẩm còn được sử dụng những cái trường hợp bệnh lý viêm khớp, thoái thoát vị địa đệm, thoái hóa khớp, đặc biệt là viêm khớp dạng thấp. Thì các cái vị dược liệu ở trong cái bài thuốc linh tiên song đằng tố đã được chứng minh cái tác dụng dược lý trong cái hiệu quả điều trị viêm khớp bằng cách là ức chế một số cái yếu tố của cái quá trình viêm, hoặc là ức chế một số cái phản ứng miễn dịch trong cái bệnh lý viêm khớp dạng thấp. Thì trên đây là một vài nội dung ngắn mà trong video này Thảo Dược 24h.com muốn giới thiệu về cái mẫu mã linh tiên song đằng tố, những là cũng như là công dụng và lưu ý khi sử dụng sản phẩm. Và như vậy chốt lại là khi điều trị các bệnh lý nào đó thì dù là có một cái sản phẩm trên tay, muốn biết là mình sử dụng sản phẩm đó có hợp lý hay không thì các bạn nên hỏi ý kiến của bác sĩ, thầy thuốc và nhân viên y tế trước khi tự quyết định sử dụng. Bởi vì tất cả các thuốc dù là đông y, tây y hay là các thuốc gọi là tân dược, hóa dược hay thuốc có nguồn gốc từ dược liệu thì nó đều tác động đến cơ thể con người. Vì vậy trước khi sử dụng các bạn nên hỏi ý kiến của nhân viên y tế, của các thầy thuốc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.